Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một cái gì đó thật là ghê gớm. Hôm nay mình sẽ làm một cái bức ảnh mẹ mình nãy mình tải về, nó nằm đâu mất tiêu. Là mình sẽ làm một cái bức ảnh mình sẽ làm một cái bức ảnh mắt mèo phát sáng. Mình sẽ làm một cái bức ảnh mắt mèo phát sáng nha các bạn. Đây, đây là con mắt của con mèo ha. Và mình sẽ làm cho nó phát sáng lên. Mắt mèo, ok ha. Giờ đầu tiên là phải lấy cái mắt của con mèo trước. Lấy con mắt của con mèo. Không có lấy những cái phần bên ngoài. Chỉ lấy phần mắt thôi. Cái này nó nhỏ cho nên mình phải làm kỹ. Ý nó cá thể cho nên mình phải làm kỹ. Nhìn đến lát nhìn ra nhìn cho nó đẹp. Rồi ha. Một con mắt bên đây nhìn không 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 sáng lắm. Mình nó bị mờ mờ. Nhưng mà không sao, mình làm được. Rồi. Display nó tạo nên một cái bảng tạo nên một cái bảng không, mình sẽ tạo cho nó một cái bảng riêng. Hai con mắt riêng thôi. Hai con mắt. Sau đó chắc là phần nổi là mình sẽ cho cái viền mắt thôi. Phần nổi mình lấy cái viền mắt. Viền mắt thôi ha. Cái phần bên ngoài thôi. Còn bao nhiêu là mình phủ tối hết. Cho nó hơi viền xíu thôi. Thử coi con mắt mèo nó đẹp cỡ nào. Mắt mèo khi mà phát sáng đẹp cỡ nào. Rồi. Mình sẽ tạo cho nó một cái khung tối. Ctrl Y. Ctrl C. Cái này thì mình Ctrl Z nó một cái. Delete cái này đi. Mắt mèo bình thường. Bây giờ cái này mình Ctrl G. Tạo một cái group. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái này. Chọn cái này. Tạo cho nó một cái color up. Moonlight. Ok ha. Cái này là ấy cho nó bớt thôi chứ sự cũng không có được khá hơn black and white đi, cho nó thành màu nâu đen đi, đen lát mình làm ánh sáng lên nó đẹp, nó trở thành cái màu xám xịt để lát làm nên nó đẹp. Không, mình nghĩ là cái phần viền này không cần thiết đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ tới phần mắt. Phần mắt đầu tiên là mình sẽ filter blue, Gaussian blue. Không, cái blue này là để sau. Cái blue này là để sau. Giờ mình phải chọn cái con
con mắt xốp và sạch xong chi nó ra một cái rồi mình mới filter blue. Cái này là mình để nó làm cho cái dạng bóng mờ các bạn, bóng mờ xung quanh thôi, đâu mất tiêu mắt rồi. Này nó mờ xung quanh này. Cái này là làm cho cái con mắt ở phía phía kia nó nhìn phát sáng thôi, chứ thực sự cái này chưa chưa được lắm ha, này chưa được. Cái này chỉ làm cho con mắt nhìn nó phát sáng thôi, nó hơi sáng sáng lên thôi. Để mấy cái diện này khác nào tố cáo là mình Photoshop. Các bạn làm Photoshop hồi đầu các bạn sẽ thấy rất là chán ngắt, vì có những cái bước mà các bạn không có muốn làm, tại vì có làm thì nó cũng không có hơn, nó cũng không, hình ảnh nó cũng khác mấy. Nhưng mà các bạn phải làm một thời gian, cố gắng từng bức ảnh các bạn cố gắng thay đổi sao cho nó hợp lý, thì sau này ảnh của các bạn sẽ đẹp. Có những chỗ nó bị gọi là có cái góc chết đó các bạn, có cái góc á, bạn cần phải bôi mất cái góc đó mới được. Bạn bôi góc đó đi thì nhìn con mắt nó mới thật, để cái góc đó con mắt nó nhìn không đẹp. Đó, bây giờ con mắt nó bắt đầu phát sáng rồi ha. Giờ mình sẽ Ctrl Z nó thêm cái nữa. Ctrl Z này nó hơi bị tối quá. Tối quá không? Bây giờ con mắt nó hơi sáng sáng hơn chút xíu ha. Màu này hợp lý không nhỉ? Rồi bây giờ mình sẽ cho nó một cái cuve, xung quanh nó sẽ tối lại một chút xíu nữa để con mắt nó lòi ra ánh sáng cho đẹp. Không, các bạn muốn tạo một cái vùng sáng nào đó cho cái bức tranh thì các bạn cần phải này mình sẽ tạo một cái layer này mình sẽ lấy ánh sáng. Nào nào cho nó tươi tươi xíu. Nào này tươi nè. Mình sẽ cho nó là light double. Nó cũng không được tươi lắm các bạn. À, màu này ngon này. Màu này ngon này các bạn. Màu này ngon này ha, màu này ngon này. Tạo một cái layer. Cho cái phông màu nó bự bự xíu.
nhìn nó đẹp. Miếng nữa, trời miếng này bự quá, vừa vừa thôi. Đó, lúc này các bạn tha hồ mà phát sáng ha, tha hồ mà làm ánh sáng cho nó, à, thấy không? Đó bây giờ con mắt nó sáng kinh khủng khiếp. Đẹp ha. Ok rồi, sao lại thôi. Sale lại ở chế độ GBG thôi. Sale 12 maximum. Ok, giờ mình sẽ ra làm so sánh cái con mắt mèo lúc trước khi phát sáng sẽ phát sáng nha. Con mắt mèo này là trước khi phát sáng này các bạn. Con mắt mèo này sau khi phát sáng này. Nhìn hai con mắt này nó khác hoàn toàn đó các bạn. Đó, sau khi phát sáng nhìn nó huyền ảo hơn nhiều cái. Các bạn có thể làm một bức ảnh mình nó đẹp hơn nhờ cái hiệu ứng phát sáng. Mắt mèo không phát sáng thì nhìn nó bình thường lắm, mà khi phát sáng nhìn nó đẹp. Rồi ok, clip của mình dừng lại tại đây nha. Nếu mà thích thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha.